Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây sẽ là phần đấu điện chạy thử chính tốc độ motor giảm tốc Teco, công suất là 0.75 kW 1 HP, điện là 3 pha 380V, lắp với hộp giảm tốc và GVM kiểu mặt bích. Thì đây là phần biến tần. Biến tần thì sẽ vào điện 1 pha 220V nha. Có điện 1 pha 220, ra 3 pha. Thì đây điều chỉnh thì ta sẽ vận hành motor. Thì tần số ở đây là đang là 50 Hz. Thì chúng ta muốn điều chỉnh tốc độ trục ra chậm thì chúng ta sẽ bật giảm tần số xuống. Như đây là giảm 40 Hz nè. Tốc độ trục nó sẽ chậm hơn. Tiếp tục giảm xuống còn 30 Hz. Tốc độ trục ra nó bắt đầu chậm nè. Đây là 20 Hz. Thì khi tần số càng thấp thì tốc độ càng thấp nha. Nhưng mà cái lực của motor nó sẽ yếu hơn một chút. Thì tôi không khuyến khích quý khách giảm quá nhiều. Khi mà chúng ta muốn tăng lên thì tăng tốc độ lên thôi, tăng tần số lên. Đây là 50 Hz, tốc độ đang nhanh nhất. Thì ứng dụng này thì có thể sử dụng để làm máy khuấy, máy trộn. Khi mà sử dụng giảm tốc GVM cái mặt bích này nha, thì chúng ta cũng có thể sử dụng những chân đế đây, HM những chân đế hoặc là kéo mặt bích tùy vào nhu cầu sử dụng. Phần đây là biến tần của chúng ta này. Sau đây là sơ đồ đấu điện. Điện là AC 220V, ra 3 pha